Xin chào các em nhỏ của chị Ami. Hôm nay đã là mùng 4 Tết rồi, các em có nhận được nhiều tiền lì xì không nè? Chắc chắn là nhận được nhiều lọc đầu năm đó phải không? Vì vậy, chị Ami sẽ hướng dẫn cho các em làm hộp tiết kiệm tiền. Và ở trên đây chúng ta có một em squishy heo đất bằng giấy nữa nè. Nào chúng ta cùng làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một hộp giấy. Các em có thể tận dụng hộp cà phê, hộp thuốc hoặc là bánh kẹo. Sử dụng thêm giấy xốp để bọc cái hộp này lại. À, có thể thay thế bằng giấy đề can hoặc là giấy màu. Sau khi hoàn thiện phần hộp thì dùng dao rọc giấy rọc hình chữ nhật nhỏ để làm nơi bỏ tiền nhé. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta đã làm được cái hộp tiết kiệm rồi. Nhưng mà chị sẽ trang trí cho cái hộp tiết kiệm này đặc biệt hơn bằng một cái squishy bằng giấy. Chị sẽ dùng một tờ giấy A4 màu trắng và sử dụng bút lông đen vẽ hình một cái đầu heo lên đây. Chúng ta vẽ hình dễ thương một chút nhé. Dạo này thì chị thấy squishy giấy rất là phổ biến. Chị thấy các bạn nhỏ bên nước ngoài làm rất là nhiều. Và dạo này các bạn nhỏ bên Việt Nam cũng rất ưa chuộng nữa. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng làm để trang trí vào cái hộp tiết kiệm này nhé. Đây là một sáng tạo khiến cho cái hộp tiết kiệm của chúng ta độc đáo hơn. Và chúng ta còn có thể vẽ nhiều con vật khác, những con vật mà chúng ta yêu thích. Các em có thể vẽ một chú chó tượng trưng cho năm nay. Sau khi vẽ xong thì chị Ami sẽ tô màu. Sau đó cắt ra. Các em cũng hãy nhớ vẽ phần mặt sau của chú heo này nhé. Sau khi đã có đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán lên bề mặt của tờ giấy. Chị sẽ cắt bỏ đi phần băng keo thừa ở bên ngoài, nhưng mà chị sẽ chừa một ít và sẽ dán hai mặt của chú heo lại với nhau. Kế tiếp thì chị sẽ cắt sát lại. Đồng thời chúng ta sẽ sử dụng thêm băng keo trong để dán hai mặt của chú heo. Cách làm squishy giấy này thì chị thấy rất là giống những cái bộ handmade bằng vải nỉ mà chị đã làm đó các em. Chỉ duy nhất khác là nó không cần dùng kim chỉ mà chúng ta dùng băng keo trong thôi. Các em có thấy giống không? Và chúng ta cũng sẽ chừa ra một khoảng nhỏ để bắt đầu nhồi bông gòn vào nhé. Sau khi đã nhồi bông gòn vào trong rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ dùng keo trong để dán kín lại luôn. Đây là lần đầu tiên chị Ami làm squishy giấy. Nhưng mà có vẻ là cũng ổn đúng không? Cuối cùng chị sẽ sử dụng squishy heo đất này dán vào hộp tiết kiệm. Sử dụng thêm một đoạn kẽm trang trí màu hồng. Dùng tay xắn lại như thế này rồi dán vào làm phần đuôi nhé. Và cuối cùng chúng ta đã làm xong hộp tiết kiệm tiền squishy heo đất rồi.
rất là độc đáo và đơn giản đúng không nào? Chị chúc em thành công nha. Hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chị Ami. Còn bây giờ, chào tạm biệt.